Xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi khui thùng đồ chơi nha. Ở đây chị Chim Xinh có một thùng đồ chơi rất là bự luôn. Và chị đang dùng dao rọc giấy để mở thùng này ra cho các bạn nhỏ coi nè. Wow! Tên tên tên. Ồ, ở bên trong chúng ta có rất là nhiều món nhé. Giờ chị sẽ lần lượt giới thiệu từng món với các em. Đầu tiên, đây là hộp lắp ráp Elsa và Anna. Tiếp theo chúng ta có hai vị xe công trình rất là xinh dành cho bé trai. Còn đây là một chiếc két sắt mini hình mèo ú Doraemon màu xanh. Két sắt này giá vẫn không đổi nhé các em. Giá là từ 222.000 cho tới 265.000. Ba hộp đồ chơi đất nặn. Ai mà thích chơi đất nặn thì chắc chắn sẽ rất là thích những cái hộp đồ chơi này. Thêm một mẫu két sắt mini dành cho em bé nữa, hình Angry Bird. Một chiếc micro rất là dễ thương màu hồng. Ai có niềm đam mê ca hát thì chắc hẳn sẽ rất là thích chiếc micro này. Còn đây là hộp đồ chơi trang điểm hình hộp quà và có in hình búp bê LOL. Hộp đồ chơi trang điểm này thiết kế 2 tầng, các em có thể gấp ra gấp vào được nhé. Két sắt mini hình con hươu nè. Một thời gian, cái két sắt mini hình con hươu này được rất là nhiều các bạn nhỏ yêu mến. Hộp lắp ráp chó cứu hộ, ngôi nhà và công viên. Wow, thêm một hộp đồ chơi trang điểm hình hộp sò, có in hình búp bê LOL phía ngoài cho bé gái. Hộp đồ chơi trang điểm hình cây kẹo ngọt, 3 tầng, quá chừng đẹp luôn. Ở bên trong còn có sơn móng tay nữa. Hai hộp đồ chơi trang điểm hình bướm bướm. Bên trong có cả chiếc gương soi giúp cho các em sẽ soi gương. Ngoài ra còn có thêm một bộ móng tay giả. Lâu lắm rồi chị Chim Xinh không về hàng mới. Đây chính là cát động lực. Cát động lực hình ô tô dành cho các bé trai. Ngoài ra thì ở shop đang có rất là nhiều những mẫu cát động lực khác nhau nữa nhé các em. Hai hộp ráp logo. Còn đây là trò chơi hải tặc chim cánh cụt. Chiếc thùng đồ chơi của chúng ta đang vơi đi dần, nhưng vẫn còn rất nhiều những mẫu đồ chơi. Đây là đồ chơi trang điểm hình cây kem và đồ chơi trang điểm hộp quà chị đã giới thiệu trước đó. Đây món đồ chơi mà chị nghĩ bé gái sẽ rất thích nè. Trang điểm hình dâu tây. Xinh quá xinh luôn. Có 3 tầng. Tiếp theo là hai bộ đồ chơi bác sĩ màu xanh được thiết kế đựng trong chiếc vali. Bên trong mỗi hộp đồ chơi bác sĩ này có đầy đủ dụng cụ để các em chơi trò chơi khám chữa bệnh cho em bé. Vẫn là mẫu đồ chơi bác sĩ nha. Và đây là chiếc vali kéo màu hồng. Màu hồng thì sẽ phù hợp hơn cho các bé gái đúng không nè. Một mẫu vali bác sĩ màu hồng.
hình bên ngoài giống gương mặt của mèo Hello Kitty. Hello Kitty. Một thùng làm kem Hello Kitty. Với bộ đồ chơi này, các em có thể tự làm được cho mình những viên kem thật luôn nhé. Tiếp theo chúng ta có bộ đồ chơi đất nặn Pony. My Little Pony. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đến với hộp đồ chơi cuối cùng. Và chị chắc hẳn các bạn sẽ rất thích đây. Một hộp búp bê khổng lồ. Siêu đẹp luôn. Ở bên trong có một búp bê cô dâu, có khóc, có quần áo, giày dép và có bàn trang điểm để chúng ta chơi trò chơi với búp bê của mình nữa. À xin lỗi, bây giờ mới chính là bộ đồ chơi cuối cùng. Bộ đồ chơi lắp ghép ngôi nhà. Ngôi nhà này sau khi lắp xong thì các em có thể chơi với búp bê chibi hoặc là búp bê Barbie mini nhé. Hết rồi. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa khui thùng đồ chơi mới về hàng hôm nay rồi. Có rất nhiều món như là đồ chơi trang điểm, két sách mini, búp bê, đồ chơi bác sĩ. Các em muốn mua thì có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Lưu ý dùng chị Chim Xinh, đây không phải là số điện thoại của chị nha, mà là số điện thoại của cửa hàng bán đồ chơi. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu nhé.